Mới đây danh sách Forbes 400 đã được công bố. Theo danh sách này, Jeff Bezos, CEO của Amazon vẫn đang giữ vị trí người giàu nhất nước Mỹ. Hãy cùng Tony xin chào tìm hiểu cụ thể hơn nhé! Danh sách Forbes 400 là gì? Forbes 400 là danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ. Danh sách này được tạp chí Forbes công bố hàng năm dựa trên xếp hạng tài sản ròng của những người này. Danh sách Forbes 400 được khởi xướng bởi Malcolm Forbes vào năm 1982. Danh sách thường được công bố vào khoảng tháng 9 hàng năm. Hồi đầu tháng 10 vừa rồi, danh sách Forbes 400 thứ 38 đã chính thức được công bố. Theo danh sách năm nay, tổng tài sản ròng của 400 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ đã lên đến con số khoảng 2,96 nghìn tỷ đô la. Jeff Bezos đứng đầu danh sách Forbes 400 năm 2019. Mặc dù vừa trải qua vụ ly hôn với người vợ lâu năm và mất đi 46 tỷ đô la Mỹ trong năm qua, CEO của Amazon vẫn giữ vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng 400 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ. Sau ly hôn, tài sản của ông vẫn là hơn 114 tỷ đô la Mỹ. Xếp ngay sau Bezos chính là tỷ phú sáng lập Microsoft, Bill Gates, với tài sản được ước tính vào khoảng 106 tỷ đô la Mỹ. Có 221 tỷ phú Mỹ thuộc danh sách Forbes 400. Danh sách Forbes 400 năm nay có 221 tỷ phú. Con số này đã lập được kỷ lục khi không sụt giảm so với năm ngoái, báo cáo của Forbes chỉ ra. Bên cạnh đó, hơn một nửa số tỷ phú trong danh sách này là tự phú tự thân và người sáng lập công ty của họ. Bên cạnh danh sách tỷ phú, có một số thông tin thú vị trong danh sách Forbes 400. Đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump có tổng tài sản ròng là 3,1 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù con số này không giảm so với năm ngoái, nhưng thứ hạng của ông đã bị tụt từ 259 năm 2018 xuống còn 275 trong năm này. Điều này được lý giải là do có nhiều tỷ phú vất lên trong một năm vừa qua. Top 15 người giàu nhất nước Mỹ theo Forbes 400. 1. Jeff Bezos, Amazon, 114 tỷ đô la Mỹ. Amazon là một công ty công nghệ đa quốc gia của Mỹ có trụ sở tại Seattle, Washington. Công ty của Jeff Bezos tập trung vào nhiều mảng, ví dụ như thương mại điện tử, điện toán đám mây, phát trực tuyến kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo. Amazon được coi là một trong những công ty công nghệ Big Four cùng với Google, Apple và Facebook. 2. Bill Gates, Microsoft, 106 tỷ đô la Mỹ. Bill Gates là người sáng lập tập đoàn Microsoft, hãng phần mềm khổng lồ. Bill Gates nhiều lần giữ vị trí tỷ phú giàu nhất thế giới. Ngoài tư cách là một tỷ phú và doanh nhân nổi tiếng, Bill Gates còn được biết đến là một tác giả viết sách và một nhà từ thiện với nhiều dự án đang được thực hiện. 3. Warren Buffett, Berkshire Hathaway, 80,8 tỷ đô la Mỹ. Warren Buffett là một doanh nhân và nhà đầu tư nổi tiếng. Ông là giám đốc kiêm cổ đông lớn nhất của tập đoàn Berkshire Hathaway. Cũng giống như Bill Gates, Warren Buffett không chỉ là một doanh nhân, ông còn là một nhà từ thiện và một tác giả sách. Warren Buffett không chỉ nổi tiếng nhờ tài năng mà còn nhờ lối sống tiết kiệm. Người ta thường gọi ông là huyền thoại đến từ Omaha. 4. Mark Zuckerberg, Facebook, 69,6 tỷ đô la Mỹ. Mark Zuckerberg là một trong những tỷ phú tự thân tài giỏi nhất trên thế giới. Từ việc xây dựng một mạng xã hội cho sinh viên trường đại học Harvard, đến nay Facebook đã trở thành một mạng xã hội lớn nhất thế giới, với hàng tỷ lượt truy cập thường xuyên hàng tháng. Sự phát triển này đã đem lại cho Mark vị trí tỷ phú giàu thứ 4 tại Mỹ trong năm 2019. 5. Larry Ellison, Oracle, 65 tỷ đô la Mỹ. Larry Ellison là một trong những tỷ phú công nghệ nổi tiếng nhất nước Mỹ. Ông là người đồng sáng lập và CEO của Oracle. Công ty này chuyên hoạt động trong mảng phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu. Oracle được thành lập vào đầu những năm 70 của thế kỷ 20 tại nước Mỹ. Hiện tại ngoài Oracle Database Server, Oracle còn cung cấp nhiều sản phẩm phục vụ doanh nghiệp khác. 6. Larry Page, Google, 55,5 tỷ đô la Mỹ. Larry Page là người đồng sáng lập nên công cụ tìm kiếm phổ biến nhất thế giới, Google. Hiện tại ông đang giữ vị trí CEO của Alphabet. Đây là tập đoàn có danh nghĩa là công ty mẹ của Google, được thành lập từ năm 2015. Tập đoàn hiện nay đang nghiên cứu các giải pháp hiện đại ứng dụng vào rất nhiều lĩnh vực khác nhau. 7. Sergio Brin, Google, 53,5 tỷ đô la Mỹ. Sergio Brin được biết đến là người đồng sáng lập công cụ tìm kiếm Google cùng với Larry Page. Hiện nay Sergio đang giữ vị trí giám đốc kỹ thuật của Google. Ông hiện xếp thứ 7 trong số các tỷ phú giàu nhất nước Mỹ. 8. Michael Bloomberg, Bloomberg LP, 53,4 tỷ đô la Mỹ. Michael Bloomberg là nhà sáng lập của Bloomberg LP. Đây là một công ty truyền thông chuyên về thông tin tài chính và dịch vụ thông tin. Michael Bloomberg hiện đang sở hữu 88% công ty này. Không chỉ là một doanh nhân, ông còn là một chính trị gia, tác giả, nhà hoạt động xã hội nổi tiếng. 9. Steve Ballmer, Microsoft, 51,7 tỷ đô la Mỹ. Steve Ballmer hiện là người kế nhiệm Bill Gates tại tập đoàn Microsoft.
ông đang giữ chức vụ CEO của tập đoàn từ năm 2000, gia nhập Microsoft từ năm 1980. Đến nay, Steve Ballmer là nhân viên có thời gian làm việc lâu nhất tại Microsoft, chỉ sau Bill Gates. 10. Jim Walton, Walmart, 51,6 tỷ đô la Mỹ. Jim Walton là con trai út của Sam Walton, người đồng sáng lập Walmart. Ông cũng là người thừa kế công ty này. Walmart được biết đến là nhà bán lẻ lớn nhất thế giới. Tập đoàn này hoạt động tại rất nhiều quốc gia. Jim Walton là CEO của Walmart. Năm 2016, ông nhường chức vụ này lại cho con trai mình là Stuart Walton. Jim hiện tại là chủ tịch của Avest Bank và chủ tịch của công ty báo Community Publisher Inc. 11. Alice Walton, Walmart, 51,4 tỷ đô la Mỹ. Alice Walton là người thừa kế gia sản tập đoàn Walton. Bà là em gái Jim Walton. Vào tháng 9 năm 2016, bà sở hữu hơn 11 tỷ đô la Mỹ cổ phiếu Walmart. Alice Walton không mặn mà lắm với việc quản lý kinh doanh công ty của gia đình. Thay vào đó, bà có đam mê với việc đầu tư vào nghệ thuật. Hiện tại bà đã có một bộ sưu tập nghệ thuật cá nhân khổng lồ. Giá trị bộ sưu tập này lên đến hàng trăm triệu đô la Mỹ. 12. Rob Walton, Walmart, 51,3 tỷ đô la Mỹ. John Walton là con trai cả của Sam Walton. Ông giữ vị trí chủ tịch tập đoàn trong giai đoạn 1992 đến 2015. Hiện tại ông vẫn là một thành viên trong hội đồng quản trị tập đoàn. 13. Charles Koch, Koch Industries, 41 tỷ đô la Mỹ. Charles Koch là con của người sáng lập Koch Industries, Fred Koch. Ông hiện là chủ tịch và CEO của Koch Industries. Đây là một tập đoàn đa quốc gia hoạt động trong rất nhiều lĩnh vực, ví dụ như hóa chất, năng lượng, khoáng sản, phân bón, thiết bị công nghệ hóa học, đầu tư. Gia tộc Koch là gia tộc giàu có thứ hai trên thế giới, xếp sau nhà Walton. 14. Julia Koch và gia đình, Koch Industries, 41 tỷ đô la Mỹ. Julia Koch là con gái của David Koch. Ông David Koch chính là em trai của Charles Koch. Ông đã qua đời hồi tháng 8 năm nay vì căn bệnh ung thư. Con gái và gia đình của ông được thừa kế tài sản trị giá 41 tỷ đô la Mỹ của vị tỷ phú này. 15. Mackenzie Bezos, Amazon, 36,1 tỷ đô la Mỹ. Mackenzie Bezos là vợ cũ của Jeff Bezos. Sau vụ ly hôn giữa cặp đôi này, bà đã được chia tài sản 36 tỷ đô la Mỹ. Điều này giúp bà trở thành tỷ phú xếp vị trí 15 trong danh sách này. Đừng quên theo dõi kênh Tony Xin Chào để được truyền những cảm hứng tuyệt vời, học hỏi các bí quyết thành công của các tỷ phú thế giới và Việt Nam trong kinh doanh và khởi nghiệp, bạn nhé!